Generation Default. Nhìn ổng trẻ lắm. Ông này có cảm giác giống như là ổng không thích ai kêu ổng bằng em á. Cái xong ổng mới qua ổng hỏi là chị ơi, chị sinh năm bao nhiêu vậy chị? Cái xong kêu chị sinh năm 93 em. Vậy em bằng tuổi chị á. Vậy em bằng tuổi chị á. Kiểu như là ổng phục thù cho bằng được. Rồi sau đó là hai đứa có xin số điện thoại với nhau không? Có xin Zalo, có xin Facebook nhau không? Trước khi kết thúc cái chuyến đi á, em có nhờ ổng chụp một tấm hình nữa. Cái đó đi về thì em có add Facebook. Em là người chủ động ép. Thật ra đó là một sự tính toán thôi. Tính toán nào? Tính toán sao đâu? Tính toán là nhờ em chụp để bắt đầu một câu chuyện để đưa cho chị tấm hình đó đi. Facebook phải, đưa cho phải chị. Có cái để đúng mà liên lạc chứ không thì làm sao? Mà lúc đó ông nói chuyện ông thấy ghét lắm. Kiểu như nói chuyện được mấy câu là ông kêu lười cung nói chuyện cảnh chẻ đúng không? Lắm. Bao nhiêu lâu thì cảm xúc của em thay đổi với bạn này? Sau hai lần gặp mặt lần đầu tiên thì gặp ở Hồ Con Rùa nha. Bạn này ra với tư cách là một người đến nghe đàn và nghe hát thôi. Phản ứng của vợ em rất là lạ, là không dám nhìn mặt em, cứ quay vô nhìn nhà em thì hát đàn gì làm gì kệ em nhìn. Mà thật ra nó không muốn dám nhìn em. Đúng rồi, mắc cỡ. Nhìn em mà mất công đã không kìm lòng được. Rồi lần thứ hai. Dạ, lần thứ hai thì em bỗng nhiên là bắt đầu có tình cảm với bạn này. Bởi vì là một ngày đẹp trời thì bạn đó nói là đang buồn quá và đang khóc, hên có thể gọi cho Sang được không? Em bắt máy nghe kể lể cả chắc cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Mới bước ra một cái là anh tưởng đâu tự nhiên có cái shop pha lê nó tham gia chương trình này. Trời ơi, lấp lánh luôn. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em là Trần Thanh Sang, hôm nay em 27 tuổi, em đến từ Hậu Giang ạ. Hiện nay em đang làm cho phòng trung tâm an ninh của một nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời. Nhưng mà là ở đây hay là ở Hậu Giang nè? Em đang hiện tại là đang làm việc ở Củ Chi ạ. Rồi, còn em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Kim Hên, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại thì em đang làm tư vấn tài chính cho công ty Manulife Việt Nam. Nghe cái tên thôi là thấy cái này may mắn rồi đó. Kim Hên. Kim Hên đó. Là hên lắm. Dạ. Hai em kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu? Gặp nhau ở chỗ nào mới là quan trọng nè. Dạ, tụi em gặp nhau lần đầu tiên là đi chung một cái chuyến thiện nguyện ở Vĩnh Hy. Em có ấn tượng gì về anh không? Dạ, em là người ấn tượng trước. Có nghĩa là em là người bị say nắng trước. Lúc đó ảnh lãng tử lắm, gọi như là gì, sói ca lạnh lùng. Sói ca lạnh lùng. Dạ, hát hay nữa. Hát hay. Nhưng mà chớ chiêu là lúc đó em có bạn trai rồi. Bạn trai rồi. Còn người đàn ông này thì sao? Em thì lúc mà gặp vợ em lần đầu tiên thì em chả có ấn tượng gì cả. Nói chung là đây không phải là gu của em. Tại sao? Một phần là kiểu như là nhí nhố, con người gì mà giọng quạt quạ quá vậy, nghe khó chịu. Lúc đó với lại giọng léo nhéo mà lại là loi nhoi. Dạ đúng không? Loi dạ, xoay. Dạ, dạ, đúng rồi, nhìn y như là một em bé hoạt hình trong một cái phim nào đó mà mình chưa nghĩ ra. Dạ dạ. Trong chuyến đi đó là em với ảnh có nói chuyện với nhau không? Hay là có nhờ vả với nhau, dạ, nhớ lại nhau? Kiểu như buổi sáng thì ra ngoài bãi biển thì em là một người rất là thích chụp hình. Cái xong rồi ông này cũng đi ra. Mà lúc đó ổng cái mặt rất là baby, nhìn trẻ hơn bây giờ rất là nhiều. Cái xong rồi cái nói em ơi em, chụp giùm chị tấm hình. Kêu bằng em hả? Tại lúc đó em nhìn ổng trẻ lắm. Ông này có cảm giác giống như là ổng không thích ai kêu ổng bằng em á. Cái xong ổng mới qua ổng hỏi là chị ơi, chị sinh năm bao nhiêu vậy chị? Cái xong kêu chị sinh năm 93 em. Vậy em bằng tuổi chị á. Kiểu như là ổng phục thù cho bằng được. Rồi sau đó là hai đứa có xin số điện thoại với nhau không? Có xin Zalo, có xin Facebook nhau không? Trước khi kết thúc cái chuyến đi á, em có nhờ ổng chụp một tấm hình nữa. Cái đó đi về thì em có add Facebook. Em là người chủ động add. Thật ra đó là một sự tính toán thôi. Tính toán nào? Tính toán sao đâu? Tính toán là nhờ em chụp để bắt đầu một câu chuyện để đưa cho chị tấm hình đó đi. Phải có cái để mà liên lạc chứ không thì làm sao? Mà lúc đó ông nói chuyện ông thấy ghét lắm. Kiểu như nói chuyện được mấy câu là ông kêu lười cung
người cùng nói chuyện cảnh chảnh. Cảnh chẻ đúng không? Lắm. Bao nhiêu lâu thì cảm xúc của em thay đổi với bạn này? Sau hai lần gặp mặt nè. Lần đầu tiên thì gặp ở Hồ Con Rùa nha. Bạn này ra với tư cách là một người đến nghe đàn và nghe hát thôi. Phản ứng của vợ em rất là lạ, là không dám nhìn mặt em, cứ quay vô nhìn nhìn em thì hát đàn gì làm gì kệ em, nhưng mà thật ra đó không muốn dám nhìn em. Đúng rồi, mắc cỡ. Phải nhìn em mà mất công lại không kìm lòng được. Rồi lần thứ hai. Dạ, lần thứ hai thì em bỗng nhiên là bắt đầu có tình cảm với bạn này, bởi vì là một ngày đẹp trời thì bạn đó nói là đang buồn quá và đang khóc, hên có thể gọi cho Sang được không? Em bắt máy nghe kể lể cả chắc cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Em thấy bắt đầu để ý tới bạn này. Sự thì quan em tâm, vào em vào Facebook thì biết là bạn này đang là giáo viên mầm non. Những cái hoạt động của bạn ấy thì nó về từ thiện nhiều. Em thì em rất là thích những cái kiểu người như vậy, nên thay đổi cách nhìn về của mình về bạn ấy. Lúc đó là em hỏi vợ là muốn đi đâu, thì vợ em nói là thành phố chán lắm, muốn đi xa. Ok, vậy em nói đùa, vậy đi Vũng Tàu nha. Cái đó là lần đầu tiên là hai người gặp nhau là đi có một cuộc hẹn á, cả một đêm ở công viên tới sáng xong rồi chạy về. Không biết sao về cái ông đổi tánh đổi ý, cái ông nói là sẽ cạnh tranh công bằng với bạn kia. Có nghĩa là sau cái đêm Vũng Tàu đó thì em ấn tượng rất là sâu sắc với lại bạn này. Cái xong rồi em cũng tâm sự với đồng nghiệp hoặc là với bạn thân em là không biết bây giờ phải tính như thế nào, phải làm sao. Tại vì thương bạn kia thì có thương thiệt, nhưng mà cái cảm xúc thì lại dành cho anh này nhiều hơn. Với lại thấy anh này kiểu giống như là lãng tử đào hoa á, em sợ sau này em khổ. Rồi nhiều người nói là thôi đi, nên trân trọng hiện tại. Thì mới đưa ra những thử thách cho anh này. Anh này nói là trước giờ anh quen ai, anh không có công khai hay là cho mọi người biết này kia. Cái xong em mới nói là thà một lời công khai còn hơn là ngàn lời yêu khi mà chỉ có hai người biết. Xong rồi ổng vượt qua được những thử thách. Nhưng mà em có giáp mặt với người yêu cũ của bạn này không? Có. Tại nói chung là cái cách giải quyết của em sao? Từ khi mà hên đưa ra cái quyết định mà chia tay với lại cái bạn này, thì bạn này rất là quá khích. Khoảng 12 giờ đêm, 12 giờ em chở hên về tới phòng trọ. Nghĩa ở đâu đang sọc ra. Rồi em nói xong chuyến này chỉ có hai đứa chỉ có hút nhau rồi. Nói chung là Huy gặp em thì cũng đứng hình, nhưng mà không có phản ứng gì đâu. Sau đó thì kêu hên vào nói chuyện. Nói chuyện xong thì Huy ra nói anh là Sang phải không? Ok, chúc anh hạnh phúc. Đưa tay bắt tay cái xong đi. Rõ ràng ở đây là cái vấn đề cảm xúc trong tình yêu nó vô cùng quan trọng luôn. Bởi cho nên là mình hãy chọn một cái điều gì tốt nhất cho bản thân, cũng giống như là cái người mà mình yêu. Và nhân đây thì anh cũng chia sẻ luôn nghe là cái cách giải quyết và cách hành xử của Huy cũng rất là văn minh. Đúng. Đó là một cái cách mà gọi là chúc anh Sang hạnh phúc. Đó là một cái điều mà quá hay. Anh thấy rằng là Huy rất là hay. Đó, người đàn và ông anh cũng nghĩ rằng là em cũng sẽ tìm được một cô gái thật tuyệt vời đến với em. Sau cái bữa đó thì bao lâu thì hai đứa mới đám cưới? Dạ chắc khoảng 3 tháng gì đó là gia đình em đã qua hỏi chị. Tới luôn đó. Nghĩa là tới luôn. Tới luôn đi. Tới luôn liền. Tại vì nó hơn. Vậy là nay là được mấy năm rồi hai đứa? Dạ 2 ngày nữa là tròn 1 năm ngày cưới. Vậy là mới đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa có tin vui gì hết đúng không? Dạ có em bé được 2 tháng rưỡi ạ, 11 tuần. Wow, thế là lấy xong. Lấy xong cái là có luôn đúng không? Dạ. Đúng là hên ghê. Bây giờ nè, ở với nhau gần 1 năm. Vậy thì có phát hiện những cái tật xấu gì của nhau không nè? Dạ, không có giống như hồi đó. Kiểu như là ảnh biến thái lắm. Trời ơi. Hồi trước là ảnh rất là nghiêm túc, rất là chín chắn luôn. Tới khi mà về thì ảnh lại rất là trẻ con. Em còn cảm thấy là ảnh trẻ con hơn em. Ở nhà thì đàn ông thì hay bận quần tà lõn, với lại cởi chân thì ảnh hay cầm cái quần ảnh giật gai như nè, kêu một cái bạc. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bị cái gì bắn quần, lưng quần đúng không? Dạ, bạc everywhere luôn, coi như là làm mọi lúc mọi nơi. Dạ. Em thì đặc biệt là trước mặt người yêu là em thoải mái hết mức. Là kiểu như đàn ông trước người phụ nữ mình là như một người trẻ con vậy. Càng làm cô ấy tức ghét càng em hoáng thích. Đúng rồi. Rồi còn sao nữa nè? Hồi trước thì rất là tươm tất, rồi thơm tho, rồi gọn gàng. Tại vì cái tính của em rất là kỹ, cực kỳ kỹ luôn á. Ở nhà gọi là
bà cụ non không á. Nhưng mà đúng kiểu đúng như người ta nói là ghét của nào trời cho của đó. Ông đi làm về, ông đi đâu về, ông cởi áo khoác ra, ông giục áo khoác đây, cởi đôi giày là ông giật đôi giày đây, giới ông giục, ông giục tùm lum hết mỗi nơi là mỗi cái đồ của ảnh. Em ngửi ghét mà nhiều khi muốn viêm mũi. Kiểu như là coi, biết cái nào là dơ, cái nào là sạch, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Có mê cái gì hơn mê vợ không? Mê game. Mê game hơn mê vợ. Game dạ. Đánh trận rồi. Có hơn mê vợ không? Cái này xác định cho rõ ràng á. Lúc theo đuổi mình á thì không bao giờ thấy ông chơi game. Mà tới sau này á là hả, gần cưới về thì bắt đầu thấy chơi chơi, xong cưới về là chơi quá trời. Ông kiểu như là không có dành nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ, cho vợ này kia. Cái đó là tật xấu rồi đó. Rồi. Đó là ném về tật xấu đó rồi. Nha. Thôi nhân đây là muốn ông thay đổi điều gì? Đúng rồi đó. Muốn chồng là gọn gàng hơn, chứ đừng để em nhắc nữa. Tại vì giờ có con nhỏ rồi mà bây giờ vừa lo cho con rồi vừa nhắc ổng nữa, kiểu như mình bảo mẫu cho cả hai người á. Mệt mỏi đúng không? Tắm cũng phải nhắc nữa. Vậy muốn chồng là quan tâm gia đình nhiều hơn. Thấy điều mong muốn của vợ thấy chưa? Thấy chưa? Đó, và bây giờ tới em đó Sang. Trước hết thì những cái tật xấu mà Hên kể thì hiện tại thì em cũng không có, em cũng cải thiện khá nhiều rồi. Ví dụ như là về cái gọn gàng thì thay vì dục một chỗ, giờ em gom vợ lại một chỗ rồi. Gom lại một chỗ đi, em chỗ, lấy đi cho em nè. Gom lại một chỗ rồi, để cho, một cho vợ đỡ vất vả. Cũng có tiến bộ chút đỉnh. Nhưng mà vẫn dơ. Nhưng mà nó vẫn dơ, vẫn chưa có được. Rồi bây giờ tới phiên em, khui tật xấu của vợ. Hên thì em nghĩ chắc là không có tật xấu gì ngoài là nóng tính. Nói chung là hơi cọc tính. Đụng chuyện thì hay cảm xúc quá là hay nổi giận. Em thì em muốn vợ em đặt lý trí nhiều hơn vào những cái xử lý những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt em không hiểu tại sao mà vợ em rất là sợ dây thun. Đặc biệt là cọng màu vàng thôi nha, là những cọng dây thun kiểu như vậy. Chứ mà dây thun buộc tóc là không sợ. Bây giờ nè, một là nhảy dây hồi xưa bị té. Hai là giống như con gà vậy đó, bị nuốt lộn dây thun. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi nhỏ là thấy con gà nó nuốt dây thun xong rồi nó ói ra. Xong rồi cái sợ sợ bị ám ảnh tới giờ, kiểu như là bây giờ con ăn, đang ăn mà con thấy đang ăn bất cứ cái gì mà thấy cọng dây thun xung quanh là con không ăn được, không ăn nữa. Không ăn được. Mua đồ mà có cột cọng dây thun là thấy là cũng không ăn. Cho nên là cũng khổ cho chồng ở vấn đề đó. Nhưng mà nhưng có sợ dây thun quần của chồng không? Cái dây thun đó thì không biết sợ. Có sợ đúng không? Đó là khoái. Bây giờ Sam muốn vợ thay đổi gì nè? Về cái thói mà sợ dây thun á thì bớt lại, kiểu như mà nghĩ tới dây thun thôi là không dám đụng. À, em muốn Hên đặt nhiều cái lý trí hơn vào những cái xử lý những cái chuyện trong cuộc sống. Con bé năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 2 tháng rưỡi. Mới có 2 tháng rưỡi. Chị nói em nghe, thời điểm này là cái thời điểm mà cọc em bé mới sanh á, là những lúc này là cái hóc môn của người phụ nữ thay đổi bất thường lắm. Thành ra là nó sẽ có những cái tính tình mà nó đột biến mà em cũng không lường trước được. Thực sự là như vậy, có rất nhiều khi là không muốn nha. Nhưng mà cái nội tiết tố nó bị rối loạn á, cho nên em cho Hên thời gian là 1 năm. Có nghĩa là em bé tròn 5 á, thay đổi. Thì lúc đó Hên sẽ thuần lại khi mà mọi thứ nó ổn định trong cái cơ chế của người phụ nữ rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái việc mà em phải quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn một chút. Cho nên rằng bây giờ trong 1 năm này là 1 năm em phải ở kèo dưới. Em không đòi hỏi gì cả, không sống lý trí. Bây giờ mà suy nghĩ thêm cái đó là chết. Một năm nha cưng, kèo dưới. Đó, chị nhắc nhở em như vậy đó. Thì tự động sau 1 năm đó mọi thứ hóa giải hết. Rồi, nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa.